Trong một báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 2018, số liệu tổng kết từ báo cáo tài chính của 15 ngân hàng niêm yết cho thấy tính đến ngày 30 tháng 6, tổng nợ xấu của 15 ngân hàng này là gần 71.000 tỷ đồng. Giá trị nợ xấu của 15 ngân hàng đã tăng 9,8% so với thời điểm đầu năm 2018, trong đó tổng nợ nhóm 5, tức nợ có khả năng mất vốn tính đến cuối tháng 6 cũng tăng 17,9% so với đầu năm về giá trị tuyệt đối. 11 trên 15 ngân hàng có số nợ xấu tăng trong 6 tháng đầu năm. Dù vậy, nhờ đẩy mạnh tín dụng nên chỉ có 9 trên 15 nhà băng có tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ gia tăng. Trong đó 15 ngân hàng thì có 2 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu ở mức trên 3%. Tuy nhiên, một điều đáng mừng là tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng này đều có xu hướng giảm so với kỳ trước. Báo cáo tài chính cũng cho thấy các tổ chức tín dụng cũng hạn chế chuyển nợ sang công ty quản lý nợ VAMC mà tích cực xử lý nợ xấu qua các hình thức như bán nợ, phát mại tài sản đảm bảo và sử dụng dự phòng rủi ro.